Em Ly thì thực ra là nhỏ trong nhóm, nhưng mà em Ly có một cái năng lượng mà tất cả các chị em đều phải đồng ý với nhau. Đấy là cái năng lượng của người leader. Vì Ly luôn luôn nghĩ cho mọi người. Trong thoáng chốc khi mà em Ly đứng lên mình nói ủa sao bữa giờ mình chưa vào đội của em Ly, mà trong khi đó từ lúc mà công 1 tới giờ là Nhi luôn theo dõi và quan sát em Ly, và Nhi cảm thấy em Ly rất là tài năng và rất là đáng yêu. Em Ly khác người khác ở một điểm là em đi chia đều cái sự quan tâm đó cho tất cả mọi người, chứ không chỉ chăm chăm vào cái tiết mục của mình làm sao để mình nổi bật nhất. Bạn luôn luôn bạn nhìn xung quanh và bạn biết điểm mạnh và điểm yếu của từng thành viên và tìm cách để làm sao để từng thành viên trong nhóm vẫn được nổi bật, vẫn có một cái đất diễn của mình, không ai hơn ai cả, nhưng mà khả năng của ai thì em Ly cố gắng để có thể là thể hiện cái khả năng của người đấy nhiều hơn. Thực sự ấy, không phải là ai cũng có thể làm được điều đó đâu. Vi đi cùng với rất là nhiều chị em trong suốt những cái vòng vừa qua rồi, năm công diễn rồi, thì Vi mới thấy được cái sự nhiệt huyết, cái sự nhiệt tình, cái sự thông minh, tài năng và đặc biệt là cái khả năng lãnh đạo tuyệt vời của em Ly. Các chị em tập với nhau nhiều khi là sang đi tác để hoàn thành bản phối, hoàn thành bản thu âm. Tới 2-3 giờ sáng, các chị đẹp mệt rồi, đi về trước, em Ly vẫn ở lại để hoàn thành được cái bản phối cùng với cả đi tác. Nhiều khi là 4 giờ sáng, vẫn còn thấy nhắn vào trong group là em xong việc rồi, vừa xong việc xong các chị yên tâm. Mà ngày hôm sau 10 giờ tập ở trên phòng tập nhảy, em Ly vẫn là tới đúng giờ. Tức là nó liên tục như vậy nên mình cảm thấy rằng là một người làm việc quá có trách nhiệm và quá có tâm. Và sau khi về đội em Ly thì Nhi thấy là quyết định rất sáng suốt. Em Ly là một cái người xứng đáng vô cùng. Cũng giống cô giáo đó nha mọi người. Mình nghĩ là chị Phương là đội trưởng cũng khá là khắt khe đó. Chị Thu Phương là một người đội trưởng tuyệt vời. Chị Thu Phương là một đội trưởng rất là nỗ lực và dành rất là nhiều tâm sức, tâm huyết cho những cái màn trình diễn chung của các em. Tức là khi nào mà Huyền không tập trung là chị Phương cũng dặn tập trung nào em. Đấy, khi nào mà Huyền hơi đùa đùa một chút là chị Phương cũng dặn là phải tập trung. Nên là Huyền cũng rất là nghiêm chỉnh tuân theo. Chị luôn luôn tôn các thành viên lên, chị lùi về phía sau, chị vẫn dẫn dắt, nhưng mà chị sẽ tôn trọng cái ý kiến của tất cả mọi người, những cái đóng góp của tất cả mọi người, thì chị luôn luôn là cố gắng để nâng tầm nó lên. Và chị Thu Phương cũng có những cái đóng góp rất là lớn cho đội. Mình đâu có thể nào làm lúc nào cũng làm việc chung đầy đủ 7 người được, tại vì thời giờ của mỗi người khác nhau. Nhưng mà nếu như Linh đăng ký slot tập riêng với Trang Pháp hay là slot đi làm việc với ban nhạc riêng, thì chị Thu Phương cũng là sẽ là người theo dõi những cái giờ giấc đó và xác nhận với Linh là giờ đó được em ạ, giờ đó thế này em ạ. Là Linh không hiểu chị Phương lấy đâu ra sức lực để mà chị theo dõi những cái nhỏ nhặt như vậy. Chị Phương chị cũng hay hướng dẫn Huyền từng câu hát, hát sao cho thật là tốt và hát sao cho cảm xúc. Thì Huyền cũng rất là ghi nhận những cái điều đó. Và chị Phương khi mà trên phòng tập mà phòng tập hát cho các chị em, thì là chị Phương bao giờ cũng sẽ là cái người về cuối cùng và luôn luôn chỉ dạy cho các em rất là nhiều điều. Nên phải nói là đúng là làm đội trưởng nó phải ở trong máu, phải có sẵn cái đầu óc sắp xếp như thế nào đó. Tóm lại là tới vòng công năm này mình cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Focus cam chị đẹp, xem nhiều hơn trên YouTube STV Show và TikTok STV Music.